trong sự bùng nổ chung của thị trường bất động sản, thì năm 2016 được dự báo là sẽ có một làn sóng các nhà đầu tư địa ốc giàu có đổ tiền vào bất động sản nghỉ dưỡng trị giá cả triệu đô la. Những thông tin dồn dập về phân khúc này đang tạo nên sức hút đáng kể đối với các nhà đầu tư cá nhân. Tại một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng, thì các chủ đầu tư thậm chí còn cam kết với khách mua mức lợi tức lên đến 10% trong chương trình cho thuê kéo dài từ 5 đến 10 năm. Cơ sở của những cam kết này đến đâu, hay đây chỉ là chiêu bán hàng của các chủ đầu tư? Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đã xuất hiện nhiều năm trước, các nhà đầu tư được cho là những người am hiểu thị trường, có thông tin nhanh về dự án và kiến thức tốt về bất động sản. Trong năm 2015, làn sóng đầu tư vào biệt thự nghỉ dưỡng triệu đô và căn hộ khách sạn condotel tăng cao, điển hình là các dự án căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp năm sao. Tại một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng, các chủ đầu tư đều cam kết mức lợi tức tối thiểu lên đến 10% một năm. Với chính sách cam kết này, lợi nhuận hấp dẫn hơn rất nhiều so với lãi suất tiền gửi ngân hàng hay kênh đầu tư vàng hoặc đô la. Nhiều ý kiến cho rằng đây chẳng qua chỉ là chiêu bán hàng của các chủ đầu tư nhằm thu hút khách mua. Còn trên thực tế, không có những quy định cụ thể nào về bồi thường nếu cam kết không đạt được. Do đó, các chuyên gia đều khuyến cáo khách mua thận trọng trước những lời mời chào hấp dẫn. Mặc dù vậy, theo mặt Tao tổng giám đốc CBOE, cam kết này không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Tất nhiên đấy chỉ là một trong những chiều bán hàng của họ. Tuy nhiên, nếu để ý những cam kết lợi nhuận cao thường được đưa ra ở những khu biệt thự rất đẹp như là khu vực bờ biển Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, nơi thu hút rất đông khách du lịch Việt Nam và nước ngoài, tỷ suất cho thuê phòng tại các thị trường này có mức tăng trưởng rất tốt. Số lượng du khách đến đây ngày càng cao, đặc biệt là sân bay quốc tế Phú Quốc đi vào hoạt động thì tần suất chuyến bay cũng tăng cao. Rất nhiều nhà đầu tư đi vay ngân hàng để xây dựng dự án của họ và mức lãi suất vay hiện nay là khoảng 10% một năm. Do đó chúng tôi nghĩ khả năng đảm bảo được mức lãi suất này là có thể. Tổng giám đốc John Lan Lassan cũng chia sẻ nhận định này khi cho rằng mức lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào từng vị trí, chất lượng từng dự án. Theo tôi, nhà đầu tư có thể đạt được mức lợi nhuận 6 đến 7% đối với các bất động sản nhà ở và khoảng 9 đến 11% một năm đối với bất động sản thương mại, phụ thuộc vào vị trí, số năm hoạt động và chất lượng của các dự án cũng như danh tiếng của các khách thuê trong tòa nhà. Dù vậy, các chuyên gia vẫn cho rằng cần theo dõi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng một cách chặt chẽ để tránh những đổ vỡ xảy ra nếu có.